Nó nhanh quá. Ừ. Quan chủ chịu tết, nó lấy lẻ ra nó phải biết đây. Mời mọi người thưởng thức chiếc canh nhá. Quá đỉnh cao. Bao nhiêu cứ cứng tuổi thì mình. Rồi chào nhà, đấy nâu nắm bà chủ mới lên hình. Quấy đi, quấy ác vào để đánh 2-3 tiết canh này. Này nào 2-3 tiết canh huyền thoại. Ăn nhanh còn cho nó lên view để còn bật kiếm tiền. Kênh này của Chú Nghĩa Tổng Hợp này chuẩn bị bật kiếm tiền rồi, mong cả nhà ủng hộ nha. Đánh 2 bát tí canh này rất ngon, sụn rất ngon. Hôm nay trời mưa mát rồi, ăn uống phù hợp. Ăn uống tí canh. Mưa là hôm nay ăn uống vô tư. Quá là hợp tình hợp lý nhỉ. Yeah. Mưa nghỉ mát trời đi chơi. Ê, nắng thì đi chơi. Nó cứ tiết là nhiều là cứ đánh chắc là bao nhiêu phải không tiết này là cứ 1-1 là dã rồi 1.5 cứ 3-4 nữa mà hai phan và cuối cùng 3-4 nữa tiết này cũng bình thường không đặc lắm vừa rực rỡ cái. Bà Phát. Mặt kém đeo quả tứ, đeo biết chỗ nào đó. Cứ nói chẳng buồn. À thôi kệ, việc gì ra việc đấy. Việc gì ra việc đấy. Người đâu ở đâu việc ra việc đấy. Cái này đánh một nước một tiết dễ như là ăn cơm được. Đấy, quấy đảo lên cho nó đều. Rực rỡ. Có tuyệt vời mặt trời 2 bát. Thời tiết hôm nay nó mưa cả nhà, sáng đến nó mưa quá. Mưa gió này cũng phải đội nón đội mũ đi ăn sáng này. Nào kèn các anh ơi, buổi sáng lại ba tiết huyền thoại. Mọi người đây này. Chúc mọi người buổi sáng ngon lành nhá. Ngon lành cành đào. Ngon lành cành đào, ba tiết canh. Đây là một tô lòng non. Lòng hôm nay nghe đây. Đĩa lòng già. Đây, lòng này. Lòng ngon tiết đẹp. Hôm nay lòng ngon tiết đẹp. Hôm nay nó mua cái một nơi được, nó không cầm dính được. Thôi mua cái một nơi. Mời mọi người lại. Giòn lắm, hôm nay giòn. Dậy. Này là mình ăn cái này là cảm giác như đã đang ăn ngọn rau muống đấy cả nhà. Giòn như ngọn rau muống đấy. Ngọt quá, nhìn như cái súp lơ nhỉ. Miếng này ngon thật, giòn. Nằm dày đấy. Dày quýt luôn. Như cái súp nơ luôn. Ngọt thế. Chấm với cả ớt. Mắm ớt. Ngọt dịu. Làm miếng lòng già. Lợn này lợn nhỏ đâu ra nằm nó nhỏ. Còn đi qua tới qua. Đẹp đi. Ngoài ăn zip là nó quen rồi khác. Quen. Gặp phát là khớp luôn. Phát xiên một đũa là xong.
Vui vẻ ăn một miếng ớt. Có thế thôi, 1.2 triệu, 1.1 triệu thì có thế thôi, cả gia chủ. À, cái nòng nó mừng. Như này mới là ngon. Đấy. Còn có chịu bạc lên sau đủ được. Thế thì gia chủ ơi bỏ, cưới chủ gì đó. Chú này này. Thế bảo nhà chủ nào chả buồn. Đấy, dạ dày. Ai tính toán gì chuyện đấy. Thì gia chủ đã mừng như là... Ớt, thái bé không cắp được. Chay thôi. Nghiền thêm cái lá rau nó bảo cho nó đủ vị. Thôi gà đã phục người đó làm được thì cứ mọi người làm lễ con gà mà đến nhặt. Xỉa rồi, xỉa nhanh cho nó nóng. Nhanh cho nó nóng, con này ăn luôn cho nó. Nhanh cho nó nóng. Nóng điêu gì. Nóng hổi, ăn vừa thổi. Bá gà rái không làm. Điêu gì. Thế thôi. Cầu xin cho ớt vào, ấy cũng dùng. Ớt rồi. Bây giờ đơn giản là lễ gọi là lễ chay rồi ông Mai ạ. À. Rồi. Người sống chết nào liệu mà tính. Mình phải làm miếng gọi là năm nay là ông Huệ bảo làm miếng cặp díp nòng già. Đấy, mình không chơi cặp díp nòng non nữa mà lại cặp díp nòng già già. Phát hai miếng này cả nhà. Hai miếng này là khớp này, gấp hai miếng là khớp. Đấy, làm phát khớp phát hai miếng này luôn. Ăn hai miếng này mới đã. Đấy mình ngậy. Ngậy. Ta mỡ ná không ăn này mới ngậy đâu. Đấy là gần gấu đuôi. Gần gấu đuôi à? Chấm vào đây, quấy vào đây. Nhiều ấy, hôm qua mưa. Ôi, làm nước luôn. Rồi, mời đây đây nhá. Đấy, mình cái cặp díp hai miếng này mới ngon. Rồi là thả là đêm qua đó. Ngọt quá. Chào cả nhà nhá. Ngon quá cả nhà. Nào kèn cái nhỉ? Kèn cái. Toàn cái cây cái đắng. À, mạnh cho nó hết rồi. Bao nhiêu? Ớt cay, rượu đắng. Này. Đấy. Cay đắng ngọt bùi. Ớt toàn hai miếng một hết. Ớt hai lòng hai. Toàn sinh đuôi. Ăn ăn cặp díp ngon. Hai hai. Có đuôi này. Đâu. Đấy. Này mới ngon này. Miếng này ngon lắm này. Đấy. Mỡ không. Cái này mới ngon. Còn hai miếng ớt nữa vào. Ớt ăn ở ngoài thôi, ăn riêng. Cặp díp. Đây. Rồi. Từ nhiều mà chính là ngon. Này, này gắp ớt này, thấy chưa? Rau cỏ cuộn như là cái đút nút đó. À, cái này rồi. Càng liên tục. Sáng là làm hai ba chén này rồi. Rượu sáng chè trưa là nhọc lắm. Cạo cái tóc này hôm nào mua cái bộ ở Tà Sa nữa. Kìa. Mặc điên sáng này. Chết đòn đấy. Trời có ghi về kẹp cái bút rồi. Áo Tà Sa đi ăn sáng này. Ăn chay, đi ăn mặn này thì chết đấy. Chết đấy, rồi. Đấy, đấy. Rồi, xin mời Đại Đình. Kẹp díp, kẹp bốn kẹp bà này. Đấy, đấy.
Đấy, may là có anh em ăn chứ còn có khách mà ăn như này lượm nhau thì có khi còn noi cả mắt. Thôi làm miếng mình kẹp phát không kẹp. Bấy đảo lung tung để mà ăn mắm ngon. Chanh vắt chanh ớt yếc vào lạc niếc cho vào cho nó ngon lành phá bát huyền thoại cả nhà. Có người ở bát cái đồ người nào ăn trước thì là hết trước ăn sau hết sau. Lạc đang lạc cho lạc tiêu tiếp vào nó ngon. Nhiều nạc. Cho tiêu vào nó thơm. Ông nọ đi cách 10 được có được không? Không có. Bây giờ nhú ra một tí ra gì. Thợ kèn 1 4 triệu rưỡi. Ông tấm cơm là 1 triệu, cả 4 triệu xiên phát là xong. Như thạch dấu tơ. Không có nói quan chủ chịu tất, nó lấy lẻ ra nó phải biết đây. Mời mọi người thưởng thức chiếc canh nhá. Mình tính ra chỉ có tròn 4 triệu thôi. Lấy tăng lên 500 thì giảm hiến. Đấy, cái này không giảm. Quá đỉnh cao. Thì bao nhiêu là chủ chịu. Chịu hết. Bây giờ thằng tiêu dùng cái thằng kia nó bảo là 4 triệu. Nói tờ sở. 8 cái chiếc canh. Chiếc canh này phải rượu. Phải lên chân ai lấy để hắn chẳng có bố gõ thì có 800 đấy là chưa lên giá không hay rồi lấy 800 thôi không là rồi đấy 800 thì tôi đóng rồi đấy cho là có rồi đấy cái là chưa lên giá mới lên giá thôi 4 phát hay 3 tiết mới lên giá 1 triệu vẫn ngon. Vẫn ngon dịu. Luôn đi thôi. Bà chủ ơi cho bát cháo con này. Ngày công là một ngày bố ăn đi tiêu là một ngày đấy. Nó cháo rồi. Đấy là xong buổi sáng ngon lành hành đào bát tiết canh cả nhà. Mọi người nhanh lắm mà rồi ăn trước. Đấy, ăn lấy đầu ra cái đấy rồi cho nó rực rỡ. Chai đựng rượu mang xuống kiếm hết đi. Ngon này đào. Quất, chanh ăn, ăn quất. Không thiếu cái gì. Không thiếu cái gì. Lo tất cái gì. Không thiếu cái gì. Chúng kẹt kẹt, nó đi tìm ba, nó đi. Thứ bảo tự đại, đừng nhẹ. Đúng rồi. Gọn luôn, nhanh quá. Ôi bây giờ mặt trời ăn bát tiết. Bây giờ cũng đạn chết quá nhiều. Hôm nay phải nặng như thế này là đúng. Sao mà không kịp bởi tôi hôm nay làm thì đó là cái gì? Ai nhiều qua. Có mấy người là ẩn đâu nhanh quá. Chiều hôm nay đi giống bếp. Sáng nay em cổ. Chiều giống bếp. Có ba là thế thì cái gì? Hơn cày đó. Nhanh quá. Ôi bây giờ tôi đúng. Nó ngon. Ừ, hôm qua người trong họ rồi hôm nay thì cũng là phải. Hôm nay chiều hôm nay không biết. Hôm nay kiểu gì nhưng tài năng qua về rồi chắc. Đó là video. Chiều quá, không có gọi. Chiều qua là không về rồi. Quay có được nhà. Đấy, chia sẻ cho lại để cái món nó huyền thoại. Chứ cái này nó bình dân nhưng mà mọi người hô hát. Không phải chứ là em tạm dừng clip đây, hẹn nhà hàng gửi tiếp theo nha. Cố gắng cho một like, một chia sẻ, đăng ký để ra được những clip hay nhất gửi cho mọi người. Và chào lại đây nha, tất cả mọi người rất nhiều. Hello mọi người nha. Anh em tạm dừng video đây, hẹn các bạn video lần sau.